Hello anh em nhé. Cái clip này em sẽ làm rất là ngắn thôi để hướng dẫn anh em cái cách sử dụng với con vàng cừ T8 Ultra Blue này. Con này thì anh em mua nhiều rồi, nhưng khổ nỗi anh em còn đang chưa hiểu là dùng nó như nào. Đấy, mà hỏi em thì rất là nhiều, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rồi hướng dẫn đi hướng dẫn lại thì rốt cục là vẫn anh em lại quên. Thế nên em quyết định làm clip này để hướng dẫn thật là chi tiết cho anh từng khu vực một, để về mình có thể can thiệp và có thể chỉnh cho nó hay nhất. Có những bác thì bảo sao hay thế, có bác thì chê. Đấy. Thế nên là em làm clip này với cái mục đích này để hướng dẫn lại anh em về cách sử dụng. Đúng không ạ? Có clip hướng dẫn về cách đấu nối rồi, ở phía sau rồi. Thì clip này em chỉ làm phía trước thôi, để hướng dẫn anh em là cái cách mình chỉnh làm sao cho nó ok nhất. Đúng không ạ? Thì chia sẻ với các bác là cái volume đầu tiên các bác để ý xem, đó là volume music. Đây là volume music to nhỏ nhẹ. Cái này thì chắc là dễ ai cũng biết đúng không ạ? To nhỏ nhẹ. Rồi, thế vậy thì đây là volume tổng của nhạc. Vậy bên chúng ta chỉnh cái nhạc vào, nắn nhạc để cho nó hay theo ý thích của mình thì mình chỉnh ở đâu, thì các bác có thể quan sát thật là kỹ giúp em này. Đây là cái ban chỉnh nhạc của con vang này, thì nó bao gồm cái gì ạ? Một nút bờ lăng là cân loa, thì cái này bắt buộc là anh em phải để ở giữa. Đấy, anh em cho một chút nhạc lên, anh em chỉnh. Đây là tiếng ban này. Anh em muốn bát nhiều bát ít là anh em chỉnh cái lao này. Tiếng Anh nó là lao chứ nó không ghi chữ bát vào đây. Đấy, thì nó ghi là lao. Thì anh em chỉnh bát ở cái nút này. Đôi loa chúng ta bát nhiều thì mình giảm bớt đi, thiếu bát ta tăng lên một chút. Tăng làm sao để cái độ nó vừa tròn trịa thôi, nó đừng quá. Cái gì thế, nó vừa phải nó hay, quá thì nó sẽ không hay. Tiếp theo, cái nút MID này là nó thể hiện là chung. Đấy. Chung thì anh em tăng lên nó càng sáng, giảm đi nó càng mờ. Ở sáng thì đồng nghĩa với cứng, mà đục thì nó giảm đi nó đục thì đồng nghĩa với nó êm. Đấy, mình làm sao làm cho nó phù hợp với cái đôi loa mình nhất, thì nó là cái con tai của các bác. Nó chơi đến một cái mức độ chín nào đó thì anh em sẽ nghe và chỉnh cái này sẽ hay. Tiếp theo là cái cuối cùng, nó là cái chép của tiếng nhạc, là mình sẽ tăng giảm là gì. Nó sáng thì mình giảm bớt nó đi, nó chưa đủ thì mình tăng nó lên, nhưng đừng lạm dụng tăng quá đà, đúng không ạ? Như em đã nói, không nên tăng quá đà. Đó, rồi tiếp theo. Cái này thì anh em hay hỏi nhất này, là vấn đề về cái mic, chỉnh cái mic. Đó. Thì anh em để ý đây, nó có một cái volume, đây là mic tổng. Em sẽ bật lên này, alo cho anh em nhé. Lên 12 12 56 7 9 10. Đấy, đây là cái mic tổng to nhỏ của mic ở đây. To nhỏ ở đây này, đấy. Anh em to nhỏ được rồi thì anh em quay ra cái phần gì ạ? Quay ra cái phần là echo. Echo ở đây thì với con T8 này thì cái cấu hình mà hay nhất cho phòng nhỏ hoặc là cho gia đình ấy, thì anh em để cho em cái số này 221 là hay nhất, và mình tăng giảm nhiều nhạy ít nhạy ở cái nút này. Echo volume là nhạy lê 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 6 7 1 2 5 6 7 9 10 đi đó. Hát kém thì cứ tăng nó lên, mình hát tốt thì mình giảm nó xuống tầm này thôi. Lê 1 2 5 6 7 9 10 thả gió cho ta, thả gió cho ta. Nó nhẹ đi rất là nhiều. Đấy, hát nặng hát nhẹ nó cũng do cái con này rất là nhiều. Nó trợ lời cho mình nhiều, trợ lời mình ít thì là cái nút này, nút nhại. Đấy, nhại nhiều nhại ít là cái này, đúng không các bạn? Đấy, đúng không? Các bạn đơn giản đúng không? Mic to mic nhỏ này, nhạc to nhạc nhỏ này, nhại nhiều nhại ít. Và chỉnh cái khu vực này này gì vào cho một điểm thôi, không cho nhiều. Delay và gì beat cho mỗi cái 2 điểm thôi. Rồi, cái này đã vẫn còn dễ. Tiếp theo cái khó này này.
Ở đây anh em để ý này, đây là nút chống hú nhả ra này, tiếng bay hơn nhưng dễ bị rít đấy. Ấn vào này, ấn vào tiếng đục hơn nhưng lại không bị rít. Thực ra cái nút này nó có cái tác dụng là cắt những cái giải cao thôi, chống hú là nó cắt giải cao. Đây này, 5 6 7 1 2 1 2 5 6 7 9 10. Đấy, còn ấn vào này, lý 1 2 5 6 7 9 10. Đi đi, có 5 6 7 9 10. Bây giờ em thử nhé, để các bác nhìn cái loa này, các bác biết này, tại sao mà nó bị rít hú này. Đây, để kiểu này nhìn này, anh em nhìn vào cái loa nha, em thử nhé. Tắt đi này, lì 1 2 5 6 7 9 10. Đi đi, 1 2. Đấy, độ dao động rất mạnh đúng không? Ấn vào này, 1 2 5 6 7 9 10. 1 2. Đi đi, anh em thấy không? Tại sao rít hú? Do cái này là nó không được kìm lại của bát tép thì nó hú nó rít. Đây nhả ra này, 1 2 5 6 7 8 9 10. Đi đi, đi đi. Đấy, đi đi, đi đi, đi đi. Nói có to nó không bao giờ cộng hưởng mạnh. Đi đi, 1 2. Đi đi, 1 2. Đó, anh em đã hiểu chưa? Chống hú nó là cái đấy. Nó là cắt những cái giải cao của tiếng mic của chúng ta. Cái giải mà nó trội thì cái nút này có mục đích chống hú, được chưa? Rồi, nên nhớ là hãy bật nó vào. Nếu loa của mình không có đủ khỏe thì tốt nhất bật nó vào, còn không là ra đi lúc nào không biết đâu các bác nha. Anh em phải để ý nút này. Đó, tiếp theo, cái này rất quan trọng này, và đa phần anh em không hiểu. Effect EQ. Effect EQ ở đây là gì ạ? Tiếng effect bass trung chép nó ra như thế nào? Vậy anh em để ý là gì? Không có một cái tiếng effect nào mà nó nhiều bass được. Nó bị làm sao? Đây, 6 7 1 2. Nó sẽ bị cái gì? Nó bị thừa tiếng bass, thành nó bị ù, nó bị rền của tiếng vọng lại. Đấy, 1 2 5 6 7. Không bao giờ bay được nếu mà anh em mình tăng cái này lên. Anh em để xem 10 giờ thôi. Đấy, 10 giờ thôi. Tiếp theo, cái chung cũng thế, nếu anh em mà tăng quá thì nó rõ lắm. Đây này, 5 6 1 2. Nó phô. Thả giọt cho ta, thả giọt cho ta. Đấy, nó sẽ êm ái hơn. Thì anh em phải để ý cái chung của cái effect này, cũng như cái chép này. Anh em đếm 6 6 6. Tiếng gió nó sẽ lên rất là nhiều. Thì anh em cũng chỉnh tầm 11 giờ. Cái này không nên chỉnh nhiều, cứ như thế này thôi. Tiếp theo trên này là tiếng bass trung chép của tiếng mic. Thì cái này nó ảnh hưởng đến cái loa của các bác này. Cái loa của các bác nó sở trường là nhiều chép thì mình không nên tăng cái này lên nữa. Đây này, nếu như này nó đục đúng không? Nhưng mà con loa này là loa ít chép thì mình sẽ tăng lên như này, 6 7 1 2. Đấy thì nó hay. Đấy, chung thế, con này chung ngọt thì mình cũng tăng lên một chút để cho nó đỡ bị mềm quá. Tăng chung lên để rõ tiếng hơn, cho nó hay hơn. Đây, nó đẩy tiếng và nó gọi là bắt mic hơn ở cái này. Lấy 1 2 5 6 7 9 10. Tiếp theo cái bass này, với anh em đàn ông thì tốt nhất đừng có tăng lên, nhưng giọng của em lại giọng cao nên em không tăng lên, nghe nó chói lắm. Đây này, nếu không có bass nghe nó chán đời lắm nên em phải tăng lên như thế này. Nhưng có nhiều bác hoặc là chị em ấy, chị em thì nên tăng tầm này, nó dày dặn, nó hay. Đấy, nhưng mà nhiều bác thì giọng thuốc lào bạn tầm này thôi. Đó, thì cái này nó tùy biến, cái ba cái nút trên là tùy biến cho anh em giọng ca của mình như nào, loa của mình như nào, mình chỉnh ở đây. Nhưng mình hiểu chép là giải cao của tiếng mình alo, chung là giải cái giọng nói của mình là nhiều, bass là cái độ mà bass ấm áp của mình, tiếng nói như nào là mình chỉnh nút này. Hiểu đơn giản ba cái nút này là chỉnh hát hai được. Tiếp theo, con này nó còn hai nút nữa. Ở đây nó có cái nút là exciter. Anh em nghe tiếng mic này, bây giờ em đang tắt nó đi, thế em bật nó lên thì nó như thế nào? Đây, em bật nó lên, nó nảy hơn, nó nảy và nó rõ ràng, nó được kích tiếng lên, nó gọi là exciter. Đây, tắt đi này, tắt đi, nó tiếng nó cảm giác nó không bay vào. Bật lên tiếng nó bay. Đấy, thì cái nút này anh em ấn nó vào. Còn nút này là gì? Echo tắt đi. Cái này cho như ở đám cưới người ta hay ngắt echo luôn để phát biểu MC này. Đấy, ví dụ đây này, echo em bật lên nhé.
đây, nếu mà bật lên nói này nghe không nghe nổi, tắt đi. Đây, bây giờ tắt đi rồi, nói như thế còn bật lên này. Bật lên này. Đấy. Nút này nó tắt bật ở chung. Rồi. Vừa rồi cũng là cơ bản là hướng dẫn anh em toàn bộ về con vang T8, gần như tất cả những cái tính năng của con T8 về cái vấn đề chỉnh và hát, làm sao nó hay và làm sao nó dở, những cái ưu điểm, tại sao mà hát mình bị ôm, hát mình bị rít, hát của mình bị gọi là đau hết đầu đấy, không bay tiếng, không rõ lời đấy, thì nó chỉ có cái khu vực này thôi. Và anh em hãy xem thật kỹ clip để biết được chi tiết và cách chỉnh đó. Em xin phép là kết thúc clip tại đây. Anh em yêu quý Đại Thái Nhau Audio, hãy đăng ký kênh và ấn quả chuông theo dõi cập nhật clip mới nhất. Còn trường hợp không giải quyết được, gọi cho em Thành để em Thành xử lý hộ cho. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé ở những clip tiếp theo.